Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì trên màn hình quý vị và các bạn là ba chiếc cối đầu nguyền ngô, đầu nguyền bột khô đa năng. Hiện nay chúng em phân phối và bán cực kỳ chạy bởi cái tính chất đó là nó nhỏ gọn và năng suất khá là ok, có thể sử dụng gia đình cũng như sử dụng các hộ kinh doanh. Tùy vào nhu cầu của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ lựa chọn cái đầu phù hợp. Thì bên trái màn hình quý vị và các bạn là dòng cối bé nhất trên thị trường hiện nay, mang mã hiệu A150. Thì đầu A150 thì cái mặt đá của nó sẽ nhỏ hơn một xíu, nó tầm khoảng 14,6 cm và đá là bằng gang nhé, cực kỳ bền. Và mỗi một cái miếng đá sẽ có hai mặt để chúng ta đảo chiều khi nó bị mòn. Khi mà khi được xay đây sẽ đảo ngược lại. Như vậy thì rất chìa lâu. Một cặp đá này nếu mà khi chúng ta xay vỡ thì nó tầm khoảng vài chục tấn cơ. Còn khi mà xay mịn nó sẽ nhanh mòn hơn một xíu. Thì cái mẫu đầu nguyên A150 này thì nó sẽ kết hợp với motor từ một ngựa trở lên, tương đương 750W. Đằng này thì nó rất chỉ là hay, sử dụng motor tua nhanh cũng như tua chậm đều ok cả. Và năng suất dòng này khi mà nó xay vỡ thì cũng khá là cao, từ 150 cho tới 180 kg một giờ, và khi mà xay mịn thì tầm khoảng từ 50 cho tới 80 kg. Về phần cơ chế hoạt động của dòng máy này thì cực kỳ đơn giản thôi, nó dựa trên cái nguyên lý là sự trà sát của hai cái miếng đá này, và khi hai cái miếng đá này nó xít nhau thì giảm mịn, hai đá xay nó giảm vỡ. Bên trong đây em tháo ra một chiếc ngưỡng, khi mà ngô hoặc là bột khô và từ trên cao rơi xuống đi qua cái xoắn này và sẽ tiếp xúc với bên trong này để hai cái miếng này sẽ trà sát nhau. Thì nó cực kỳ hay, cực kỳ dễ dàng. Và điều chỉnh vỡ hay mịn ở đâu thì chúng ta hãy do cái lúm rulo bên ngoài, cái lúm rulo bên ngoài sẽ điều chỉnh hết nhé. Chúng ta vận theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ mịn, và vận ngược chiều kim đồng hồ là xây vỡ. Và khi chúng ta điều chỉnh ok rồi và muốn giữ nguyên cái trạng thái nghề của nó thì chúng ta sẽ giữ cái chốt hãm này lại, như vậy nó sẽ không sinh dịch nữa. Trên đây là những cái đồ nghề phụ kiện của cái đầu này. Đấy, gồm cái bắt cái thêu tôn, đây là bắt cái giữa này, và đây là cái lưỡi gà điều chỉnh ngô xuống nhiều hay xuống ít. Đơn giản là khi mà chúng ta sử dụng xay ngô bịt thì chúng ta sẽ cho cái lưỡi gà ra ít thôi, để khi mà năng suất của nó chậm mà chúng ta cho nhiều quá nó nghẹ, dẫn tới là đứng motor và cháy motor. Còn khi chúng ta xay vỡ năng suất sẽ cao hơn và chúng ta sẽ mở to hơn. Và khi mà quý vị có nhu cầu lớn hơn, chúng ta hãy sang cái đầu nguyền A170. Thì đầu nguyền A170, cái đá nghiền của nó sẽ là 16,6 cm, rất chìa dày dặn. Lần này đầu này sẽ to hơn khá nhiều, đầu nguyền với cả phụ kiện tầm khoảng 13 kg cơ. Và năng suất sẽ cao hơn rất chìa nhiều. Nó sẽ kết hợp với motor hai ngựa tương đương 1,5 kg và năng suất tầm khoảng trên 2 tạ một giờ, 250 kg đối với ngô vỡ, và ngô bịt tầm khoảng trên từ 80 cho tới 100 kg. Còn khi mà quý vị có nhu cầu lớn hơn nữa, có thể xây kinh doanh, chúng ta hãy sang cái đầu nguyền to nhất bằng mã hiệu A180. Thì đầu nguyền A180 cái đường kính đá của nó sẽ to hơn, rơi khoảng 17,6 cm, và cái đường kính của đá rất chỉ dày tầm khoảng 0,7 cm cơ, cực kỳ dày. Làm mày thì nó xây nhuyễn vã luôn, giờ xây ngô vỡ tầm khoảng trên 3 tạ, còn khi xây ngô bịt cũng trên 1 tạ rồi. Sẽ kết hợp với motor tầm khoảng 3 ngựa tương đương 22 kW, hoặc chúng ta có đầu lộ cũng được, đầu lộ D4 chạy cũng khá là ok. Thì trên đây thì em cũng giới thiệu khá là chi tiết của ba cái mẫu đầu nguyền này rồi. Thì bây giờ thực phần quan trọng đó là phần báo giá chi tiết. Đầu nguyền A150 sẽ là 1 triệu, A170 sẽ là 1,25 triệu, và đầu nguyền A180 sẽ là 1,450 triệu. Thì mọi thông tin đặt hàng quý vị alo cho em theo số điện thoại đã ghi dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của em.